nghệ sĩ ưu tú Đào Hữu Thanh một tràng pháo tay thật lớn nha quý vị. Vâng, xin được mời anh cùng tiến về phía sân khấu.
Song ca hay tam ca giao lưu cùng tất cả đại gia đình kính yêu tại xã Tam Bình, cây lại Tiền Giang chúng ta. Xin cảm ơn và cảm ơn Nhường My là cho MC. Cảm ơn.